hôm nay là nhà bơ sẽ giới thiệu đến các bạn là một món ăn bơ rất là dân dã, đó là bơ nướng giấy bạc. Đây là thành quả của bơ để nướng, nước để xong. Đây, rất là hấp dẫn. Chúng ta cùng thưởng thức món ăn này nhé.